Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sống. Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho vẫn bình an. Xin cho con cánh tay mở rộng ôm trọn lấy quê hương, bao yêu thương trong tiếng ru của mẹ bên hàng tre im bóng. Xin cho con luôn được biết sống quên mình vì mọi người chung quanh, khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng vẫn thư thái bình an. Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rực hồng, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rực hồng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi 5.000 người đã được ăn no, Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước mà đến Bethsaida. Đang khi người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, người thấy họ khó nhọc chèo chống vì gió ngược. Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy người đi trên mặt biển thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy người và hoảng hốt, nên người liền lên tiếng bảo họ rằng: hãy yên trí, chính ta đây, đừng sợ. Rồi người lên thuyền họ và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh, lòng họ còn mù tối. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tiếp nối của bài tin mừng hôm nay, xin lỗi, tiếp nối của bài tin mừng hôm qua là hôm nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu sau khi nuôi dân chúng đến hơn 5.000 người và bánh vẫn còn dư, thì Chúa đã bỏ thuyền, bỏ các tông đồ, người lên núi cầu nguyện một mình trong đêm. Và nhân dịp lời Chúa nhắc lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu cầu nguyện, tôi muốn gợi đến anh chị em về giáo lý của việc cầu nguyện mà Hội Thánh dạy chúng ta. Có lẽ đây cũng là lần thứ bao nhiêu rồi đó, tôi cũng hay nhắc tới việc cầu nguyện của mình. Cầu nguyện theo Hội Thánh dạy, dựa trên chính giáo lý mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, và nhất là dựa trên những bằng chứng của Kinh Thánh từ thuở tạo thành cho đến nay, Hội Thánh dạy chúng ta là khi cầu nguyện không phải chỉ cầu xin. Cầu xin chỉ là một phần nhỏ của việc cầu nguyện. Cầu nguyện gồm có nhiều tác động, mà những tác động chính quy về bốn điểm này. Đó là: thứ nhất, chúc tụng tạ ơn Chúa.
chúc tụng ngợi khen Chúa. Chúng ta ca tụng Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa. Anh chị em thấy trong các lời kinh mà Hội Thánh đưa ra cho chúng ta không bao giờ là cầu xin một cách suôn sẻ đâu, mà luôn luôn ở trước việc cầu xin là lời ngợi khen, là lời chúc tụng. Ngay cả kinh lạy cha là lời kinh Chúa Giêsu dạy, thì cái phần đầu của kinh lạy cha cũng là việc chúc tụng Thiên Chúa. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, toàn là lời chúc tụng. Mãi ta mới cầu xin, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha nợ chúng con, vân vân. Ngay cả như kinh sáng danh không có lời cầu xin. Kinh sáng danh là một lời cầu nguyện chỉ bao gồm lời chúc tụng mà thôi. Sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa có từ ngàn xưa, bây giờ vẫn hiện diện và muôn đời vẫn hiện diện, không có lời cầu xin. Cho nên việc chúc tụng Thiên Chúa, việc ca khen Thiên Chúa là điều đẹp lòng Chúa, là điều cần thiết trong cuộc đời mình. Và nếu Chúa thấy chúng ta có điều gì cần thiết thì Chúa sẽ ban lại cho ta, không cần ta cầu xin đâu. Nhưng tại sao ta cầu xin thì một tí nữa tôi sẽ nói. Rồi cái ý nghĩa thứ hai của việc cầu nguyện ngoài ca tụng ngợi khen, đó là tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa ban. Chúng ta tạ ơn vì chính tình thương của Chúa. Chúng ta tạ ơn vì bao nhiêu những hồng ân ta nhận lãnh, cũng như bao nhiêu những hồng ân mà Chúa ban cho anh em loài người, không phải một mình ta mà cả vũ trụ này nhận lãnh ơn Chúa, nhận lãnh tình thương của Chúa, đáng để từng người tạ ơn với Chúa mình. Và ý nghĩa thứ ba của việc cầu nguyện đó là tạ tội, xin lỗi Chúa. Nhất là khi đối diện với ơn Chúa quá cao cả mà ta thì lại đầy những lỗi lầm, thì càng phải tạ lỗi với Chúa nhiều hơn. Anh chị em thấy trong những lần mà các linh mục hay các tu sĩ người ta tổ chức những lễ tạ ơn mừng tròn năm, hay là những dịp chịu chức linh mục, những dịp khấn dòng vân vân, thì bao giờ những kỷ niệm ấy cũng luôn luôn kèm với việc tạ ơn là xin lỗi Chúa. Xin lỗi bởi chúng ta đã vô tình trước ơn Chúa nhiều lắm. Tôi lấy thí dụ, một thí dụ nhỏ thôi. Cái thân xác này ta đâu có tự tạo được, Chúa ban cho ta. Ngày nào ta còn đi đứng hoạt động, còn suy nghĩ nói năng, còn gặp gỡ mọi người, ngày đó ta còn thấy mình ở trong cái thân xác này. Và như vậy hồng ân của Chúa đây, thân xác này là hồng ân của Chúa đây, nhưng ta đã dùng chính thân xác này để phạm tội. Bởi không ai không có thân xác mà phạm tội được hết á. Chúng ta phạm tội đều phải qua cái thân xác này. Tay ta ăn cắp chẳng hạn, đầu ta suy nghĩ điều xấu chẳng hạn. Nhất là phạm tội mê dâm dục là trực tiếp phạm trên chính thân xác của mình cũng như của người khác, vân vân. Chúng ta đã dùng chính hồng ân của Chúa để chống lại Chúa qua việc phạm tội. Chúng ta dùng chính hồng ân của Chúa để xúc phạm đến chính Chúa, trong khi lẽ ra phải biết trân trọng, gìn giữ một cách hết sức quý giá, vì nó là hồng ân của Chúa. Vậy mà ta đã từng phạm tội. Cho nên bên cạnh tạ ơn phải luôn luôn là việc tạ tội, xin lỗi Chúa. Và cuối cùng mới là cầu xin. Như tôi nói lúc nãy, tại sao chúng ta không cần cầu xin? Chúa cũng hiểu được nhu cầu của ta, mà Hội Thánh vẫn dạy ta cầu xin. Khi anh chị em cầu xin là anh chị em ý thức mình trần trụi không có gì. Chúng ta nghèo, chúng ta khốn khó vô cùng. Ta phải cậy trông vào Chúa, phải nhờ có Chúa mà ta mới có. Khi ta cầu xin là ta ý thức mình cần phải khiêm nhường, cần phải thấy những điều ta được Chúa ban là của Chúa chứ không phải của ta. Và vì thế ta phải cầu xin ơn Chúa.
Nhưng khi cầu xin thì luôn luôn để cho Chúa làm, chứ đừng bao giờ ép Chúa phải làm. Bởi vì có những lúc ta cầu xin, có khi Chúa không ban đâu. Có khi ta cầu xin ơn này mà Chúa ban cho ơn khác. Cho nên điều mà ta cầu xin phải là điều ta chấp nhận thánh ý Chúa, giống như chính Chúa Giê-xu trong cơn hấp hối tại giường Gê-xê-ma-ni, Chúa nói với Chúa Cha rằng: xin cất chén này qua khỏi con. Chúa cầu xin rõ ràng. Điều mà Chúa sắp chịu là khổ hình thập giá khủng khiếp lắm. Cho nên Chúa muốn xin Chúa Cha cất khỏi cái giờ đau khổ ấy, xin cất chén đắng này xa khỏi con. Nhưng rồi Chúa lại cầu xin một điều khác ngược lại với ý mình: dầu vậy thì xin Cha đừng làm theo ý con. Nếu nó hợp ý Cha thì Cha làm, còn không thì mọi sự xin theo ý Cha. Khi chúng ta cầu xin phải như vậy mới được. Lạy Chúa, con cầu xin điều này, nhưng con vẫn muốn thực hành thánh ý của Chúa, chứ không phải Chúa làm theo ý con. Đó là điều quan trọng. Mình cầu xin cho được có sức khỏe, mình không có sức khỏe thì sao? Mình cầu xin cho được có ăn có mặc hàng ngày, vậy mà hàng ngày vẫn thiếu thốn thì sao? Bỏ Chúa à? Và cái nguy hiểm của người chỉ biết cầu xin mà không biết nhận ra con người mình để sống khiêm nhường, đó là mất đức tin. Nhiều người cầu xin nhiều quá nhưng cuối cùng không được Chúa ban cho đúng như ý mình, quay ra chống lại Chúa: trời ơi, tôi giữ đạo thế này mà tôi vẫn nghèo, xin hoài Chúa không cho. Mất đức tin. Cầu xin là mất đức tin thì cầu xin làm gì? Chúng ta sống ơn cầu nguyện mà chúng ta lại mất đức tin thì chết rồi. Thành ra việc cầu xin của chúng ta rất nhỏ trong tất cả những vấn đề của cầu nguyện. Và vì thế xin anh chị em, khi hiểu được điều đấy, chúng ta khi cầu nguyện hãy bắt chước Chúa Giê-xu, ca ngợi Thiên Chúa và dâng lên Chúa cả con người của mình. Xin Chúa thánh hóa, đồng thời Chúa biết điều gì cần Chúa ban. Và nếu phải cầu xin thì ta luôn luôn cầu xin với Chúa trong sự khiêm nhường, trong sự đón nhận thánh ý Chúa.